xin chào các em bây giờ chúng mình cùng học thuộc lòng bảng chữ cái tiếng việt và tên các loại trái cây nhé a à, a à, Ơ, b c d e e g h i k l m n o o Ơ, p q r s t u u v s anh đào anh đào á á măng cụt măng cụt măng cụt ớ ớ quả xấu quả xấu quả xấu bờ bờ quả bưởi quả bưởi quả bưởi cơ cơ quả cam quả cam quả cam giờ giờ quả dứa quả dứa quả dứa đờ đờ quả đào quả đào quả đào e e quả me quả me quả me e e quả lê quả lê quả lê g g quả gốc quả gấc quả gốc hơ hơ quả hồng quả hồng quả hồng y y quả mít quả mít quả mít ca ca quả khế quả khế quả khế lơ lơ quả lựu quả lựu quả lựu mơ mơ quả mận quả mận quả mận nơ nơ quả na quả na quả na o o quả nho quả nho quả nho ô ô quả ổi quả ổi quả ổi ơ ơ quả mơ quả mơ, quả mơ, pờ pờ phật thủ, phật thủ, phật thủ, cu cu quả quýt, quả quýt, quả quýt, r r sầu riêng sầu riêng sầu riêng sờ sờ quả sung quả sung quả sung tờ tờ quả táo quả táo quả táo u u dưa hấu dưa hấu dưa hấu ư ư quả dừa quả dừa quả dừa vơ, vơ quả vải quả vải quả vải sờ sờ quả xoài quả xoài quả xoài y y dâu tây dâu tây dâu tây